Rồi, chào tất cả các bạn quay lại với video mới nhất của mình trong chuỗi series khám phá và du lịch thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đó là trường Đại học Cần Thơ. Mình vào khám phá và tìm hiểu về trường đại học lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Nó là một trong ba trường đại học đào tạo đa ngành lớn nhất ở miền Nam này nha các bạn. Nó được nằm trên đường 3 tháng 2 các bạn. Đây, bên tay trái mình sẽ quẹo qua. Trường này rất lớn, mình đi qua đi lại hồi xưa đến giờ nhiều rồi nhưng mà chưa vào lần nào. Đây các bạn. Nguy hiểm quá. Ở đây không có đèn xanh đèn đỏ là không được rồi. À, trường Đại học Cần Thơ các bạn. À, bên này là căng tin. Công viên rất rộng và lớn. Rất nhiều hàng cây. Cây cổ thụ rạp bóng ở bên hai bên đường. Cộng với lại hàng cỏ xanh mượt. Có chỗ để các em đọc sách, ngồi ăn uống, nghiên cứu hay là khoa học tự nhiên. Công viên rất là rộng. Khoa kinh tế. Rất là nhiều khoa ở đây, đến như trên 90 chuyên ngành. Trường này là trường đa ngành mà các bạn. Trong đó có 45 chuyên ngành cao học. Một chuyên ngành liên kết với nước ngoài. Rồi 3 chuyên ngành. Cái này là trung tâm sinh viên. Nhà thi đấu. Công viên rất là rộng lớn. 3 chuyên ngành đào tạo tiếng nước ngoài rồi. 16 chuyên ngành về nghiên cứu sinh. Thôi. Dưới tán lá cây cổ thụ cũng quá trời mát. Rất rộng lớn. Đẹp, sạch sẽ. Có sân tập thể dục. Ngay cả phòng gym luôn, có phòng gym luôn. Tổ bảo vệ, trung tâm y tế. Trung tâm y tế. Giữ xe rất là lớn. Khoa công nghệ.
đây đào tạo hàng năm ra hàng ngàn các bậc cao học. Khoa công nghệ ở bên này đang chuẩn bị dự án nâng cấp trường đại học rất là rộng. Căn trường mỗi từng khoa. Bạn trẻ nào đã từng học đại học Cần Thơ nhìn lại chắc nhớ trường lắm. Anh chị kiều bào nào có đã từng học ở trường đại học Cần Thơ này xem thử, nó có chắc chắn là nó thay đổi rất là nhiều. Trường này thì chắc cũng mấy chục năm rồi, 6-70 năm, trên 50 năm rồi. Công viên trường rất là rộng, tổ chức chụp ảnh cưới chắc sinh viên ra trường xong cưới luôn. Đây là hội trường trao bằng tốt nghiệp. Nhìn lại chắc khác xưa nhiều, anh chị em kiều bào nhìn ra đâu. Cây xanh bóng mát trồng rất là tươm tất, sạch sẽ. Tòa nhà điều hành chính các bạn. Thì có một khối tòa nhà này là 9 tầng, nhà điều hành này là 9 tầng, hai khối ở bên là mỗi khối 4 tầng. Thì có khoảng gần 10.000 sinh viên học tập ở trong này, khoảng hơn 200 cán bộ giáo viên đang làm việc và đào tạo trong này. Tòa nhà 4 tầng, 2 tòa nhà 4 tầng, 1 tòa nhà 9 tầng. Đây là cổng phụ, cổng ra thứ hai các bạn. Rất nhiều chỗ bãi gửi giữ xe. Thư viện bên này chắc thư viện luôn á, thư viện này đúng là trung tâm dữ liệu, trung tâm học liệu. Căng tin luôn. Rồi kết thúc khám phá tìm hiểu về trường đại học Cần Thơ các bạn.
Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.